Chào các em, cô là Trần Thị Cúc, giáo viên bộ môn vật lý, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quảng Nam. Hôm nay, cô và các em tiếp tục tìm hiểu chủ đề sóng cơ học, sóng âm, vấn đề 2, giao thoa sóng cơ. Bài học hôm nay thì cô sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất, cô sẽ nhắc lại kiến thức bài giao thoa sóng cơ mà các em đã được học. Phần thứ hai, cô sẽ ôn cho các em các dạng bài tập mà chúng ta thường gặp. Một La Mã là hệ thống lại kiến thức. Một, điều kiện định nghĩa hiện tượng giao thoa sóng. Các em đã biết giao thoa sóng là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng, nhưng không phải hai sóng bất kỳ nào khi gặp nhau đều giao thoa, mà nó phải thỏa mãn những cái điều kiện nhất định. Đó là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn kết hợp, tức là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Vậy giao thoa sóng là hiện tượng gặp nhau của hai sóng kết hợp. Tại những điểm xác định, chúng luôn luôn được tăng cường lẫn nhau hoặc làm yếu nhau. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải học điều kiện định nghĩa của hiện tượng giao thoa. Hai là phương trình vị trí biên độ cực đại, cực tiểu của giao thoa cùng pha. Hai nguồn kết hợp mà cùng pha thì người ta còn gọi là hai nguồn đồng bộ. Giả sử cô có hai nguồn X1, X2 giống nhau, U1 bằng U2 bằng A cos omega t. Tại điểm M, cách nguồn X1 một đoạn D1 và cách nguồn X2 một đoạn D2 sẽ nhận đồng thời hai sóng tới UM bằng U1M cộng U2M bằng 2A cos B D2 trừ D1 trên lambda nhân cos omega t trừ B D2 cộng D1 trên lambda. Như vậy, để làm được bài giao thoa sóng thì các em phải nắm được phương trình. Và từ cái phương trình này, chúng ta có hai đại lượng cần quan tâm. Đó là cos omega t trừ b D2 cộng D1 trên lambda. Đây là một hàm dao động điều hòa. Vậy còn phía trước này là biên độ của dao động. Vậy biên độ tại điểm M là 2A trị đấu cos b D2 trừ D1 trên lambda. Bởi vì biên độ dao động tổng hợp là đại lượng không âm. Vậy thì ở vị trí nào biên độ sẽ đạt giá trị cực đại? Như vậy để biên độ đạt giá trị cực đại thì cos của bi D2 trừ D1 trên lambda phải bằng cộng trừ 1, có nghĩa là AM max bằng 2A. Và từ đó ta suy được D2 trừ D1 bằng K lambda, với K là số nguyên. Nên ta kết luận rằng vị trí biên độ cực đại thì có hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm ta xác bằng số nguyên lần bước 6. Vậy thì cái hình ảnh cực đại giao thoa được vẽ như thế nào? Thì ta thấy là hiệu đường đi từ hai nguồn đến một điểm là đại lượng không đổi, thì nó chính là các đường hyperbol. Và trường hợp đặc biệt K bằng 0, có nghĩa là D2 bằng D1, thì nó là đường thẳng. Vậy đường thẳng này chính là đường trung trực của đoạn nối X1, X2. Tương tự, vị trí biên độ cực tiểu có nghĩa là cos bi D2 trừ D1 trên lambda phải bằng 0, AM min bằng 0. Từ đó ta suy được D2 trừ D1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda, với K là số nguyên. Nên kết luận rằng vị trí biên độ cực tiểu thì có hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm ta xác bằng số bán nguyên lần bước sóng. Và quỹ tích các điểm cực tiểu cũng là họ đường cong hyperbol có tiêu điểm X1, X2 xen cả giữa các đường cực đại giao thoa. Cực tiểu thứ nhất ứng với K bằng 0 hoặc K bằng trừ 1. Cực tiểu thứ hai ứng với K bằng 1 hoặc K bằng trừ 2. Trong đoạn thẳng nối X1, X2, khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liền kề, lambda trên 2. Khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liền kề, lambda trên 4. Như vậy thì để giải được các bài toán về giao thoa thì ta phải nắm được phương trình, vị trí cực đại, vị trí cực tiểu và quỹ tích các đường cực đại cực tiểu là các hyperbol. Lưu ý cho cô hai nguồn cùng pha thì đường trung trực là đường cực đại ứng với K bằng 0. Bây giờ chúng ta đi qua phần 2 La Mã là chúng ta làm các bài tập trắc nghiệm. Ở đây cô cũng chia làm hai phần. Phần thứ nhất là các em nhớ nhanh và trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm định tính. Phần thứ hai là cô phân dạng và chúng ta giải bài tập theo từng dạng. Câu 1. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương và cùng.
Các em nhớ về định nghĩa hai nguồn kết hợp. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Như vậy ở bốn đáp án A, B, C, D, các em thấy rằng là đáp án C là đáp án đúng. Câu 2. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 cùng pha. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1, S2 sẽ dao động với biên độ như thế nào? Thì các em thấy ở đây là giả thuyết người ta cho rằng là hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 cùng pha. Và các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của S1, S2 thì nó sẽ dao động với biên độ cực đại là đường thẳng ứng với K bằng 0. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. Câu 3. Tại hai điểm AB, trong một môi trường truyền sóng, có hai nguồn kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần lượt UA bằng A cos omega T và UB bằng 3A cos omega T. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa, thì phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng. Giả thiết các em thấy rằng người ta cho hai nguồn UA bằng A cos omega T, UB bằng 3A cos omega T. Như vậy đây là hai nguồn kết hợp cùng pha. Vậy thì phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB sẽ dao động với biên độ cực đại. Và AM max bằng A1 cộng A2, tức là bằng A cộng 3A và là 4A. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Câu số 4. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng. Như vậy thì các em thấy rằng là phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi, mà đây là hai nguồn kết hợp cùng pha. Thì các em nhớ rằng hiệu đường đi có nghĩa là D2 trừ D1 bằng K lambda, với K là số nguyên. Thì ở đây có nghĩa là hiệu đường đi bằng số nguyên lần bước sóng. Và đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Câu 5. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là. Như vậy giả thuyết người ta cho rằng là khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp. Như vậy cực tiểu cách cực tiểu liền kề lambda trên 2 bằng 0,5 cm. Vậy bước sóng lambda sẽ bằng 1 cm và đáp án đúng sẽ là đáp án A. Câu 6. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm AB dao động cùng pha theo phương thẳng đứng có tần số sóng bằng 40 Hz. Trong đoạn AB, hai điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu gần nhau nhất, cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng. Như vậy giả thuyết người ta cho rằng điểm có biên độ cực đại và cực tiểu gần nhau nhất, có nghĩa là cực đại cách cực tiểu liền kề lambda trên 4 bằng 1,5 cm. Đề yêu cầu tìm vận tốc, có nghĩa là V bằng lambda nhân F. Vậy lambda bằng 6 và F bằng 40. 6 x 40 là 240 cm trên dài, có nghĩa là 2,4 m trên dài. Đáp án đúng sẽ là đáp án A. Như vậy với 6 câu trắc nghiệm đầu tiên này thì các em chỉ cần nhớ nhanh và biết suy luận một chút, và trong khoảng thời gian ngắn nhất thì các em có thể trả lời được. Bây giờ cô đi qua phần 2, đó là các dạng bài tập mà chúng ta thường gặp. Dạng 1 là viết phương trình dao động, tìm biên độ tổng hợp của hai nguồn giao thoa cùng pha. Phương pháp đó là cho phương trình tại hai nguồn, ta tính toán được các đại lượng và thay vào phương trình UM bằng 2A cos B D2 trừ D1 trên lambda cos omega T trừ B D2 cộng D1 trên lambda. Ta được phương trình sóng cần tìm. Từ phương trình sóng này, ta có thể suy ra được biên độ hoặc là pha ban đầu. Bây giờ chúng ta áp dụng vào bài số 1. Cho hai nguồn kết hợp AB dao động với phương trình UA bằng UB
bằng cos 10bt cm, tốc độ truyền sóng V bằng 0,3 m/s. Phương trình sóng tại M cách AB một khoảng lần lượt D1 bằng 15cm, D2 bằng 21cm là. Như vậy ở đây người ta yêu cầu viết phương trình thì ta nghĩ ngay đến phương trình UM bằng 2A cos B D2 trừ D1 trên lambda cos omega T trừ B D2 cộng D1 trên lambda. Như vậy ở đây ta thấy rằng là người ta cho A rồi, D2 rồi, D1 rồi, chỉ cần là chưa có lambda. Như vậy ta đi vào bài toán là ta tìm lambda. Lambda bằng V trên S bằng 6cm, nghĩa là ở đây V là 0,3m, tức là 30cm trên giây. S bằng 5, 30 trên 5 bằng 6cm. Ta thay vào phương trình UM, ta được UM bằng 2 nhân 1 cos B 21 trừ 15 trên 6 cos 10BT trừ B 21 cộng 15 phần 6. Và sẽ được UM bằng trừ 2 cos 10BT. Và như vậy thì UM sẽ bằng là 2 cos 10BT cộng B. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Bài 2. Cho hai nguồn kết hợp AB dao động với phương trình UA bằng UB bằng 2 cos 10BT cm. Có bước sóng 6cm. Tìm biên độ của điểm sóng tại điểm M. Biết M. Một là trên trung trực của đoạn AB. Như vậy thì cái bài toán người ta yêu cầu là tìm biên độ của sóng tại một điểm. Như vậy ta có AM bằng 2A cos B D2 trừ D1 trên lambda. Trường hợp thứ nhất ta thấy rằng M nằm trên trung trực, có nghĩa là D1 bằng D2. Ta suy ra được rằng là cos của B D2 trừ D1 trên lambda bằng 1 và AM max bằng 2A, tức là bằng 4cm. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. 2 là điểm M cách A 12cm, cách B 18cm. Ta cũng thay D1, D2 vào phương trình. Ta có AM bằng 2 nhân 2 triệt đấu cos B 18 trừ 12 phần 6. Và ta có AM bằng 4cm. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. Trường hợp thứ 3, M cách A 15cm, cách B 24cm. Ta cũng thay vào phương trình AM bằng 2 nhân 2 nhân triệt đấu của cos B 24 trừ 15 phần 6 và ta có AM bằng 0. Như vậy, khi giải các bài toán về biên độ thì các em lưu ý cho cô. Thứ nhất, M nằm trên trung trực. Ta biết rằng trên trung trực của hai nguồn cùng pha là dao động với biên độ cực đại. Có nghĩa AM bằng 2A, tức là 2 nhân 2 bằng 4, đáp án C. Thứ hai, các em có thể làm tới cách khác, đó là điểm M cách A 12cm và cách B 18cm. Thì ta lấy D2 trừ D1 trên lambda, có nghĩa là 18 trừ 12 phần 6 bằng 1 là số nguyên. Đó là vị trí cực đại giao thoa. AM max bằng 2A, 2 nhân 2 bằng 4 và ta thấy ngay là đáp án C. Trường hợp thứ 3 là ta lấy D2 trừ D1 trên lambda, tức là 24 trừ 15 phần 6 bằng 1,5 là số bán nguyên lần bước sóng. Vị trí đó là vị trí biên độ cực tiểu nên là AM min bằng 0. Các em cần lưu ý như sau. Đối với bài toán tìm biên độ, nếu là trung trực hoặc là trung điểm thì AM max. Hoặc là chúng ta lấy D2 trừ D1 trên lambda mà bằng số nguyên thì AM max bằng 2A. D2 trừ D1 trên lambda mà bằng số bán nguyên thì AM min bằng 0. Còn trong những trường hợp khác thì ta dùng công thức AM bằng 2A triệt đấu cos B D2 trừ D1 trên lambda. Giờ chúng ta đi qua dạng thứ hai là xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trong giao thoa cùng pha. Phương pháp thứ nhất đó là vị trí biên độ cực đại AM max bằng 2A. Thì D2 trừ D1 bằng K lambda, có nghĩa là số nguyên lần bước sóng. Vậy thì có bao nhiêu cực đại trong đoạn S1, S2 này? Thì ta nhớ rằng là như vậy thì phải thỏa mãn là D2 trừ D1 sẽ lớn hơn trừ S1, S2 và nhỏ hơn S1, S2. Từ hai cái điều này ta suy ra được K lớn hơn trừ S1, S2 trên lambda và nhỏ hơn S1, S2 trên lambda. Tương tự vị trí biên độ cực tiểu AM min bằng 0
thì là D2 trừ D1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda. Như trên thì ta suy được là số cực tiểu trong đoạn nối hai nguồn K sẽ lớn hơn trừ x1 x2 trên lambda trừ 1 phần 2 và nhỏ hơn x1 x2 trên lambda trừ 1 phần 2. Với hai điểm MN bất kỳ thì số đường dao động với biên độ cực đại cực tiểu thì thỏa mãn nghĩa thức là D2 trừ D1 lớn hơn hoặc bằng delta DM, nhỏ hơn hoặc bằng delta DN. Với delta DM là hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm M, còn delta DN là hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm N. Dùng phương pháp này, các em giải các bài tập sau. Bài 3. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, dao động cùng pha, có bước sóng 2 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tại cực tiểu trên đoạn S1, S2 lần lượt là. Như vậy thì ở đây, các em thấy giả thiết người ta cho S1, S2 bằng 10 cm, lambda bằng 2 cm, yêu cầu tìm số cực đại, số cực tiểu trong đoạn S1, S2. Như vậy thì số cực đại sẽ tính bằng công thức K lớn hơn trừ X1, X2 trên lambda, nhỏ hơn X1, X2 trên lambda. Có nghĩa là ta suy được K lớn hơn trừ 10 phần 2 và nhỏ hơn 10 phần 2. Suy được K bằng 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, cộng trừ 4. Như vậy ta có 9 điểm cực đại. Số điểm cực tiểu thì được tính bằng công thức K lớn hơn trừ x1, x2 trên lambda trừ 1 phần 2, nhỏ hơn x1, x2 trên lambda trừ 1 phần 2. Và ta suy được K lớn hơn trừ 5,5 và nhỏ hơn 4,5. Và K sẽ bằng 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, cộng trừ 4 và trừ 5. Như vậy ta có 10 điểm cực tiểu. Và đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B, 9 cực đại và 10 cực tiểu. Bài số 4. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, dao động cùng pha, có bước sóng 2 cm. Cho điểm Y, trung điểm S1, S2, vẽ đường tròn đường kính 8 cm, tâm tại Y. Số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đường tròn là. Như vậy chúng ta thấy rằng có hai điểm S1, S2 và có đường tròn tâm Y, đường kính 8 cm. Như vậy thì đề bài yêu cầu là tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn. Để tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn thì ta tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD. Thỏa mãn điều kiện là K lambda lớn hơn hoặc bằng trừ CD và nhỏ hơn hoặc bằng CD. Có nghĩa là K sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 8 phần 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 8 phần 2. Có nghĩa là K lớn hơn hoặc bằng trừ 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Suy được K bằng 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3 và cộng trừ 4. Như vậy ở đây ta thấy rằng tại C và D là hai cực đại bậc 4. Trong đoạn CD còn có bãi cực đại khác ứng với K bằng 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3. Các đường cực đại này cắt đường tròn tại hai điểm. Như vậy chúng ta có 14 cực đại trên đường tròn và tại hai điểm CD ta có hai cực đại nữa. Như vậy là tổng số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là 16, đáp án B. Bài 5 là câu 38 đề minh họa lần 2 năm 2020. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 cùng pha, cách nhau 28 cm, tạo ra hai sóng kết hợp. Trên đoạn S1, S2 có hai đường thẳng delta 1, delta 2 vuông góc với S1, S2 và ở hai bên so với trung trực của S1, S2 cách nhau một khoảng 9 cm. Số cực đại trên delta 1 và delta 2 lần lượt là 7 và 3. Số cực đại trên đoạn S1, S2 là. Như vậy giả thiết người ta cho rằng là có hai đường thẳng delta 1, delta 2 vuông góc với S1, S2 và ở hai bên so với trung trực của S1, S2. Số cực đại trên delta 1 và delta 2 lần lượt là 7 và 3. Tìm số cực đại trên đoạn S1, S2. Như vậy thì để tìm số cực đại trên đoạn S1, S2 ta cần tìm lambda, bởi vì người ta đã cho S1, S2 bằng 28 cm.
Bây giờ ta thấy rằng ta có hai nguồn S1, S2 cùng pha, trung trực là đường cực đại. Có đường thẳng delta 1 vuông góc với S1, S2, các S1, S2 tại điểm M. Đường thẳng delta 2 vuông góc với S1, S2 và các S1, S2 tại điểm N. Thì ta thấy rằng mỗi cực đại sẽ cắt cái đường delta 1, delta 2 này tại hai điểm. Vậy để cho trên delta 1 có được bãi cực đại thì chúng ta phải có bốn đường như hình. Tương tự như vậy, trên delta 2 ta có hai đường cực đại như hình. Thì ở đây trong đoạn MN ta thấy có bãi cực đại. Và như vậy thì sẽ có 6 lambda trên 2 bằng 9 cm. Và suy được lambda bằng 3 cm. Từ đó ta suy được số cực đại trên đoạn S1, S2 là K sẽ lớn hơn trừ S1, S2 trên lambda, nhỏ hơn S1, S2 trên lambda. Và K lớn hơn trừ 9,3 và nhỏ hơn 9,3. Như vậy chúng ta sẽ có 19 cực đại. Đáp án A. Bài số 6. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 20 cm, dao động cùng pha và có bước sóng 2 cm. Tại điểm M cách S1 một khoảng 20 cm và vuông góc với S1, S2 tại S1. Xác định số đường cực đại đi qua đoạn MX2. Thì ở đây các em thấy rằng có hai nguồn S1, S2. Điểm M vuông góc với S1, S2 và cách S1, S2 là 20 cm. Tìm số cực đại trong đoạn MX2. Ta thấy S2 là nguồn, M là một điểm bất kỳ. Như vậy số cực đại đi qua đoạn MX2 sẽ tính bằng công thức là D2 trừ D1 lớn hơn hoặc bằng delta DM và nhỏ hơn delta DX2. Các em lưu ý cho cô, X2 là nguồn nên không thể là cực đại cũng không thể là cực tiểu, do đó chúng ta nhỏ hơn. Còn điểm M không phải là nguồn nên chúng ta có thể cực đại cực tiểu ta dùng lớn hơn hoặc bằng. Các em lưu ý. Tìm số đường cực đại nên thỏa mãn là K lambda lớn hơn hoặc bằng S1M trừ S2M và nhỏ hơn S1, S2. Ta có S1M là 20 cm và S2M sẽ là 20 căn 2. Do đó, K lớn hơn hoặc bằng 20 trừ 20 căn 2 phần 2 và nhỏ hơn 20 phần 2. Ta suy được K lớn hơn hoặc bằng trừ 4,1 và nhỏ hơn 10. Do đó mà chúng ta sẽ có 14 cực điểm cực đại. Đáp án đúng sẽ là đáp án A. Dạng 3. Điểm M có tính chất đặc biệt trong giao thoa. Về phương pháp là chúng ta phải sử dụng điều kiện cực đại, cực tiểu trong giao thoa, áp dụng các kiến thức hình học để giải quyết các bài toán thuộc dạng này. Bài số 7. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm, có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình UA bằng UB bằng A cos 40 bt cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm trên giây. Xác đoạn thẳng CD bằng 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB, sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB là. Thì ta thấy rằng cái đề cho là CD bằng 4 cm và có chung đường trung trực với AB. Trên CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại. Người đề bài yêu cầu là khoảng cách lớn nhất từ CD đến đoạn AB. Như vậy ta có ra hình vẽ như sau. Vì CD có chung đường trung trực với AB nên khoảng cách từ trung trực đến điểm C sẽ là 2 cm. Do đó ta suy được AM bằng 2 cm và BM sẽ bằng 6 cm. Tìm khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB chính là chúng ta tìm đoạn CM, tức là tìm chữ H. Đề bài ta thấy rằng người ta cho V, ta tìm lambda bằng V chia S bằng 1,5 cm. Để cho trên CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại và khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB nên ta suy ra được là CD là các cực đại ứng với K bằng 1 và K bằng trừ 1. Do đó là vị trí biên độ cực đại D2 trừ D1 bằng K lambda. Và tại C
thì ứng với K bằng 1 nên ta có D2 trừ D1 bằng 1 nhân lambda, tức là bằng 1,5 cm. Để tìm được CM thì ta phải tìm được đoạn D1 trên tam giác vuông AMC. Ta có D1 bình phương bằng H bình cộng 2 bình. Và trên tam giác vuông CMB ta có D2 bình phương bằng H bình cộng 6 bình. Từ hai cái điều này ta lấy D2 bình trừ D1 bình thì sẽ là bằng 6 bình trừ 2 bình, tức là bằng 32. Mà D2 bình trừ D1 bình chính là D2 trừ D1 nhân D2 cộng D1, tức là 1,5 D1 cộng D2. Từ đây ta suy được D2 cộng D1 bằng 21,33 cm. Từ 1 và 2 ta suy ra được D1 bằng 9,9166 cm. Và từ đó ta có D1 thì ta hoàn toàn tìm được H là bằng căn D1 bình trừ cho 2 bình. Và như vậy sẽ bằng 9,7 cm. Đáp án đúng sẽ là đáp án D. Và trên đây là các dạng bài tập mà chúng ta thường gặp trong bài giao thoa sóng. Cô chúc các em đạt được kết quả thật cao trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Thân ái chào các em.